Xin chào các bạn. Chúng tôi sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn cái chỗ hóa đơn bán hàng theo tổng các lần giao hàng. Ở đây các bạn xem các cái video trước thì các bạn sẽ biết được là ở trong cái hai cái loại hóa đơn trên là tôi đã hướng dẫn rồi. Trên bảng hướng dẫn sử dụng tôi sẽ tạo thành kênh phần bán hàng riêng, phần mua hàng riêng. Nên các bạn có thể xem lần lượt theo các cái mục ở trong cái list video của chúng tôi. Đây là cái hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho cho bán hàng xuất kho xuất tổng các lần giao hàng. Tức là ở đây ví dụ một cái đơn vị như thế trong tháng là người ta mua của mình hai lần chúng ta xuất hàng cho họ, và cuối tháng họ yêu cầu chúng ta viết cái hóa đơn tổng cho họ. Thế thì cái vấn đề nằm ở chỗ là khi chúng ta xuất hóa đơn chúng ta mới bắt đầu ghi nhận doanh thu và ghi nhận thuế. Vậy nên là các cái lần xuất hàng cho họ chỉ xuất theo số lượng các bạn nhé, và cái đơn giá và cái thuế thì thường là được thống nhất từ cái hợp đồng hoặc là cái biên bản xác nhận cái việc là đặt hàng của nhau. Cái trường hợp này các bạn phải có đầy đủ các cái hồ sơ pháp lý nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần kho, chúng ta sẽ xuất kho. Ở đây chúng ta sẽ xuất, chọn nút thêm để xuất mới. Tôi làm ví dụ ở đây là làm một hai cái phiếu xuất cho một đối tượng để tôi thực hiện cái việc hướng dẫn xuất cái hàng hóa theo nhiều lần. Ví dụ mùng 1 tháng 12 chúng ta có xuất một cái hóa đơn xuất xuất hàng cho họ là xuất cái thành phẩm gạch này. Ở đây 155 kho 155 chúng ta xuất cho họ là 25.000 viên. Cái giá vốn này các bạn lưu ý là khi chúng ta tính giá thành sản phẩm thì nó mới được áp vào nha, chúng ta không nhập đơn giá vào đây, đây là giá vốn. Và đối với 155 ấy thì chúng ta sẽ tính giá thành từ phần mềm này và nó sẽ được áp vào đây tự động cho các bạn. Riêng về phần giá thành các bạn không phải suy nghĩ. Đối với phần mềm này chúng tôi đáp ứng tất cả các mô hình tính giá thành đều tư vấn cho các bạn làm thành công hết. Và đối với trường hợp là hàng hóa ấy, thì các bạn lưu ý là phần giá vốn này sẽ bằng cái phương pháp tính giá bình quân gia quyền hoặc là nhập trước xuất trước thì nó sẽ ra cho các bạn là cái đơn giá này. Ở đây là chúng ta xuất cho họ 25.000 viên. Tiếp theo chúng ta thêm mới cũng là khách hàng này, ngày 15 chúng ta giao tiếp cho họ cũng là nhưng mà loại gạch khác đúng không, ở đây 155. Các bạn lưu ý là cái phần này nó báo tồn kho ấy nhá, cái số lượng này chúng ta chưa có nhập kho thì nó sẽ báo âm ở đây nhá. Chúng ta nhập kho ít hơn rồi chúng ta xuất bán, và chúng tôi đang để chế độ là vẫn cho phép xuất âm. Còn nếu mà các bạn không cần cái chức, tức là không cho phép trường hợp âm thì không được xuất, thì các bạn vào khai báo ở trong cái phần hệ thống, phần tùy chọn các bạn bỏ cái nút tích đấy đi. Ở đây ví dụ cái gạch thứ hai là chúng ta gạch hai lỗ chẳng hạn nhá. Chúng ta bán ra đây, chúng ta chọn ở chỗ này là 25.000. Đấy, chúng ta đánh ở đây là 24.000. Ok. Đây là lần thứ hai đúng không? Có hai loại. Ok, lần này chúng ta giao hai loại cho người ta. Thế chúng ta chọn lưu. Chúng ta đóng đi. Thế thì tiếp theo chúng ta vào phần bán hàng, chúng ta bán hàng này. Chúng ta lập thêm mới này. Đấy, chúng ta chọn nhà cung cấp. Sau đây chúng ta bỏ nút kiêm phiếu xuất kho đi. Vì chúng ta đã xuất rồi thì bây giờ không còn kiêm phiếu xuất kho, mà khi các bạn nhìn thấy này, chỗ này nó mới hiện lên này. Khi các bạn tích vào đây thì nó không còn hiện lên cái chữ này nữa để chúng ta chọn. Thì đã kiêm phiếu xuất kho thì không còn chọn phiếu xuất. Đã không kiêm thì lúc đấy mới chọn phiếu xuất. Thế thì lúc đấy chúng ta chọn này. Đối với cái tháng 12 chúng ta chọn lấy dữ liệu thì nó sẽ list ra cái đơn đơn hàng của cái ông này cho các bạn. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta chọn tích hết viết hóa đơn cho họ. Này, tất cả chúng ta chọn nhìn thấy nó sẽ đưa ra đây cho các bạn. Lúc này chúng ta chỉ có mỗi một cái là chúng ta đưa đơn giá vào. Ở đây ví dụ như tôi đã bán là 1.500.
1.600. Đây là 1.600. Wow, chả biết là cái nào nó đúng thế này. Cái nào nó theo gạch đặc này nó phải là giá giống nhau đúng không? 1.500. Đấy, thằng này 1.600 rồi. Ok, các bạn nhìn thấy không? Đơn giá thành tiền nó ra đây rồi cho các bạn. Thế thì chúng ta nhìn thấy có một cột phiếu liên quan là cái phiếu xuất này. Những cái phiếu xuất này sẽ được viết hóa đơn cho các bạn. Cái này là phần gạch này, chúng ta chọn vào đây là 10%. Chúng ta chỉ cần chọn một cái thôi, chúng ta ấn phím Ctrl M nó ra 10% hết cho các bạn, nhìn thấy không? Nó tự đổi bên dưới này, tất cả những cái list bên dưới này nó tự động nó chạy xuống cho các bạn hết. Thế là chúng ta đã lập xong cái chứng từ bán hàng mà lại cho nhiều phiếu xuất, tức là chúng ta viết hóa đơn cho cái trường hợp này. Rồi chúng ta chọn lưu là đã xong.